Thưa toàn thể các đồng chí, xã hội ngày càng phát triển, sự xuất hiện của công nghệ thông tin, mạng xã hội đã làm cho con người ngày càng thay đổi. Tuy nhiên thì tầm quan trọng của sách vẫn không thể nào thay đổi được. Bởi lẽ mỗi cuốn sách mang nhiều nội dung, giá trị nhân văn khác nhau, là tiền đề gắn kết con người với nhân loại. Sách chứa đựng nguồn kiến thức khổng lồ giúp con người ta giao lưu với thế giới bên ngoài, tiếp cận với nền văn minh của nhân loại. Ngoài những kiến thức, sách còn cung cấp truyền đạt những nội dung nhân văn, giáo dục con người về tình cảm, yêu thương lẫn nhau, lối sống và đạo đức làm người. Mỗi cuốn sách là chủ đề và lĩnh vực khác nhau nhưng đều với một mục đích là hướng tới người đọc những giá trị, tri thức mới, giá trị nhân văn. Hưởng ứng quyết định ngày sách của Chính phủ, tuổi trẻ quân đội nói chung, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2, lữ đoàn công binh 543 trong thời gian qua đã đẩy mạnh phong trào đọc sách bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với sở thích, tâm lý lứa tuổi và nhu cầu nghiên cứu, tìm tòi học tập của cán bộ chiến sĩ, qua đó giúp tuyên truyền cái hay, cái đẹp trong mỗi tác phẩm nổi tiếng. Và hôm nay, trong những cuốn sách hay có giá trị ở phòng đọc Hồ Chí Minh, tôi xin giới thiệu với các đồng chí một cuốn sách mang tên Nhật ký trong tù, về người lãnh tụ vĩ đại của nước ta. Nhật ký trong tù, Ngục Trung Nhật ký là một tập thơ của Hồ Chí Minh viết từ tháng 8 năm 1942 đến năm 1943. Tháng 8 năm 1942, với danh nghĩa là đại biểu của Việt Nam độc lập đồng minh, Nguyễn Ái Quốc lấy tên Hồ Chí Minh lên đường sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ của quốc tế. Sau nửa tháng đi bộ, khi vừa đến Túc Vinh, Quảng Tây, người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam vô cớ và giải đi khắp 30 nhà giam ở 13 huyện của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trong suốt những tháng ở tù, từ mùa thu năm 1942 đến mùa thu năm 1943, tuy bị đầy ải vô cùng cực khổ, Hồ Chí Minh vẫn làm thơ. Người đã sáng tác 133 bài thơ bằng chữ Hán, ghi trong một cuốn sổ tay mà người đặt tên là Ngục Trung Nhật Ký, phần lớn là thơ tứ tuyệt. Nhật ký trong tù là một cuốn sổ nhật ký ghi lại những sự việc, những cảm nhận, nỗi bất bình, tâm tư bị oan ức, ý chí rèn luyện, tinh thần vượt qua mọi khó khăn, niềm hy vọng vào tương lai của Hồ Chí Minh những lúc nhàn rỗi, cho khuây khỏa lòng, chứ đó không phải là chủ đích sáng tác của người. Tập thơ phản ánh chân thực bộ mặt xấu xa, đen tối của chế độ nhà tù cũng như xã hội Trung Quốc dưới thời Tưởng Giới Thạch. Là một tập nhật ký, nhưng là nhật ký bằng thơ độc đáo, có 102, viết trong tù ngục, đã ghi chép hết sức tỉ mỉ, chi tiết như một cuốn phim tài liệu về những điều mắt thấy, tai nghe hàng ngày trong nhà lao. Trên đường đi đầy từ nhà giam này đến nhà giam khác, tái hiện bộ mặt đen tối của nhà tù Quốc dân Đảng Tưởng Giới Thạch. 13 tháng bị đầy ải trong ngục đến nỗi răng rụng mất mấy chiếc, tóc bạc, mắt mờ, đứng không vững. Tập thơ thể hiện tâm hồn phong phú, cao đẹp của người tù vĩ đại. Về phương diện này, có thể coi Nhật ký trong tù như một bức chân dung tự họa con người tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù thể hiện nhất quán tư tưởng Hồ Chí Minh, dùng văn chương làm vũ khí để chiến đấu chống kẻ thù. Đó là, nay trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Chân dung Hồ Chí Minh trong tập thơ là hình ảnh nhà ái quốc vĩ đại, có dũng khí lớn, lúc nào cũng nóng lòng sốt ruột, hướng về Tổ quốc. Khát khao tự do, là chiến sĩ cộng sản kiên cường bất khuất. Ấy là một tấm gương nghị lực phi thường, một bản lĩnh thép vĩ đại, không gì có thể lung lay được. Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao. Ấy là con người có thể vượt lên rất cao, trên mọi đau khổ về thể xác, tâm hồn, luôn ung dung, thanh thoát. Thậm chí trẻ trung tươi tắn trong mọi tình huống, mà như khanh tướng vẻ ung dung. Ấy là tâm hồn khao khát tự do của người, đau khổ chi bằng mất tự do. Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là hình ảnh bậc đại nhân có tình thương bao la, tình cảm nhân đạo, thấu hiểu cảnh ngộ mọi kiếp người, nhạy cảm với niềm vui, nỗi đau của con người. Lòng yêu thương con người của Bác là tinh thần nhân đạo cộng sản, đó là tinh thần nhân đạo mới mẻ mà Bác mang lại cho dân tộc và nhân loại. Tố Hữu nhận xét, bấy lâu người ta chỉ hiểu người chiến sĩ cách mạng là thép ở mũi nhọn chiến đấu. Trong tập thơ này ta hiểu rõ thêm, người cộng sản là tình, tình ở đây là tình yêu thương đất nước, cuộc sống con người chủ yếu ở đây chúng ta tìm hiểu, khai thác tình cảm với con người. Trong tù, Bác cũng chịu khổ ải như bất kỳ tù nhân nào, dù Bác đã già, bị tù trong hoàn cảnh cô độc, nhưng người đã quên đi nỗi đau của riêng mình mà đem lòng yêu thương người bạn tù, mà Bác gọi là nạn hữu. Bác diễn tả nỗi lòng yêu thương của mình đối với vợ chồng bạn tù. Trên con đường giải tù, nhìn thấy người phu làm đường cực khổ dưới nắng mưa, Bác động lòng thương. Vào nhà lao Tân Dương nghe tiếng khóc của một đứa trẻ, Bác vô cùng xúc động.
tâm hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhạy cảm với thiên nhiên. Hồ Chí Minh dành cho thiên nhiên một tấm lòng ưu ái như giáo sư Đặng Thái Mai đã nhận xét. Trong nhật ký trong tù, thiên nhiên chiếm một địa vị danh dự. Mặc dù thân thể bị giam cầm trong ngục tối, nhưng trái tim nhạy cảm của bác vẫn dễ dàng rung động trước một ánh nắng mai rọi chiếu nơi cửa ngục âm u. Ánh hồng trước mặt đã bừng soi, hoặc giao cảm chan hòa với đêm trăng đẹp, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Thiên nhiên trong nhật ký trong tù đẹp đẽ và ấm áp tình người. Nó thực sự trở thành nguồn động viên, an ủi to lớn với người tù đặc biệt Hồ Chí Minh. Vui say ai cấm ta đừng, đường xa ô cũng bớt chừng quận hư. Ngôn ngữ tập thơ nhật ký trong tù được viết bằng chữ Hán. Một thứ chữ hàm xúc về ý nghĩa để sáng tác thơ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, có lúc người cũng phá cách diễn đạt thông thường của chữ Hán. Bài Cháu bé trong nhà lao Tân Dương, câu thơ đầu trong nguyên tác được viết bằng tiếng Việt. Oa, oa, oa. Về thể loại, tất cả các bài thơ trong tập thơ nhật ký trong tù được sáng tác theo thể thơ đường luật, gồm thể thơ thất ngôn hoặc ngũ ngôn, tứ tuyệt hoặc bát cú và thơ cổ phong. Tuy nhiên, trong tập thơ có hai bài thơ phá thể, đó là bài Cháu bé trong nhà lao Tân Dương. Một trường hợp khác là bài Giải đi Vũ Minh. Về cách cấu tứ cũng như thơ đường, trong nhật ký trong tù, cái tôi trữ tình của tác giả thường hòa lẫn vào ngoại cảnh. Đọc bài thơ chiều, người đọc hầu như không thấy tác giả. Về cách biểu hiện, trong thơ đường nói riêng và trong thơ ca phổ điển phương Đông nói chung, ba yếu tố thơ, nhạc, họa thường hòa quyện làm một. Nó làm cho bài thơ nhỏ có một sức chứa lớn, có âm vang nhiều chiều. Sự quấn quyện của thơ, nhạc, họa được thể hiện trong bài Người bạn tù thổi sáo. Các bài thơ đường thường có cấu trúc gọn nhẹ, cô đúc, ngôn ngữ, gợi nhiều, nữa tả. Ý ở ngoài lời, cũng như thơ đường, Hồ Chí Minh không tả mà gợi. Nhân vật trữ tình như hòa lẫn vào trong cảnh, mang cốt cách của một nhà hiền triết. Nhìn cảnh vật từ trên cao, từ xa, bao quát cả một vùng không gian rộng lớn. Văn chương có con đường giao tiếp riêng của nó, đó là sự cộng hưởng giữa những tâm hồn. Nhật ký trong tù trung đúc văn hóa kim cổ Đông, Tây trong tâm hồn Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh không đi lại lối mòn của người xưa. Thái độ đó đã được nói rõ trong bài thơ Cảm tưởng đọc thiên gia thi. Trong sự ảnh hưởng và kế thừa đó, Hồ Chí Minh còn có sự cách tân. Sự cách tân tạo nên một kiểu tư duy thẩm mỹ mới, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc. Tác phẩm Nhật ký trong tù đã được xuất bản nhiều lần, được dịch và giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều lần được thể hiện bằng thư pháp tiếng Việt, tiếng Hán, Triều Tiên, Nhật. Không chỉ tác giả Việt Nam và phương Tây, mà ngay các nhân vật của Trung Quốc, quê hương của thơ chữ Hán như Quách Mạt Nhược, Viên Ưng, Hoàng Chanh đều ca ngợi tập thơ này. Nhật ký trong tù là tác phẩm văn học vô giá của Hồ Chí Minh, khi công bố đã gây tiếng vang lớn trên văn đàn quốc tế, đã chinh phục người đọc bởi những cảm xúc chân thật, chất phác, điềm đạm của một người chiến sĩ cộng sản, một nhà văn hóa lớn, nhà thơ sơn hiệu thì khẳng định. Nhật ký trong tù đứng vô song trong văn học nước ta, đó là những tâm hồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ có thế, Jean Lacato nhận định, nhân cách, học vấn và số phận kỳ lạ của cụ Hồ được thể hiện một cách khác thường trong các bài thơ ấy. Nhật ký trong tù phản ánh tâm hồn đại trí, đại nhân, đại dũng của một nhà cách mạng đã vượt lên mọi sự đầy ải của kẻ thù, vượt qua mọi thử thách, giữ vững khí phách kiên cường, tinh thần lạc quan và lòng nhân ái vô song của một nhà cách mạng đối với nhân loại đau thương. Bất kể họ là ai, nguồn gốc thế nào, hình ảnh Hồ Chí Minh tỏa sáng từ vẻ đẹp của những bài thơ. Bởi một tâm hồn thơ, bởi sự kiên trung trong ý chí, tinh thần lạc quan, cách mạng, tinh thần nhân đạo, lòng yêu nước, yêu thương con người vô bờ bến của người cộng sản Hồ Chí Minh. Chính vì thế, nhật ký trong tù xứng đáng là viên ngọc quý trong kho tàng văn học Việt Nam và trên thế giới. Có những câu chuyện đọc rồi sẽ quen, nhưng cũng không ít quyển sách đã để lại ấn tượng khó phai, là tiền đề, mục đích, lý tưởng và là bệ phóng hướng tới con người, chân trời tương lai mới. Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuốn sách như vậy. Cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe.